Làm bánh quai chèo lần đầu tiên cũng bắt chước người ta làm thử rồi coi nó có chèo quai, nó quai chèo gì nó nhỏ mà nó dài ra đang mà dễ ngoài lại. Xanh đó. Và đây là bánh quai chèo. Mình sẽ chiên nha các bạn. Chưa từng làm lần nào, mới làm lần đầu tiên nha. Mọi người sẽ thấy cái bánh quai chèo của mình như thế nào đây. Mình cũng mới làm lần đầu tiên, mình chỉ thử nghiệm thôi. Wow, nó đang phình lên. Bớt lửa lên nha, nó chín áp quên không ngon, không đủ chín ở trong, nó vàng từ từ thôi, nó vàng nhanh quá mình sợ không chín tới trong. À, đây cũng là cái loại bột mà mình nhồi để mình làm bánh trung thu đó, rồi xong rồi bắt đầu mình thử nghiệm, mình lấy mình chiên thử coi nó như thế nào. Này, nếu mà nó tốt quá thì mai mốt mình cũng sẽ làm cái món này. Mình thấy nó phình lên ngon lắm. Hy vọng nó sẽ giòn và rất là ngon. Mình trở bề liên tục để bảo đảm cho nó chín đều. Mấy cái cọng nhỏ ở đây nó đã chín rồi, mình vớt nha. Rồi tắt bếp luôn nha các bạn. Nó cũng giống giò trái quẩy lắm. Cái này mình chỉ chiên thử rồi coi nó ra sao. Hy vọng ngon. Chúc mọi người ngon miệng mà mọi người thưởng thức nha. Nhìn cũng rất là hấp dẫn và ngon. A Di Đà Phật. Chúc mọi người ngon miệng.